Thẩm mỹ viện bác sĩ Long hân hạnh tài trợ chương trình này. Một tuần nữa lại trôi qua, Ngọc Hảo rất vui khi luôn được đồng hành cùng với chương trình Đẹp Cùng Người Thương. Đây là chương trình sẽ mang đến rất nhiều cơ hội cho những ai đang có những khiếm khuyết trên gương mặt mà không có điều kiện để chỉnh sửa. Và chương trình được tài trợ bởi Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ bác sĩ Long và được chính tay bác sĩ Vương Khánh Long thực hiện cho từng ca phẫu thuật mà may mắn được chương trình trao tặng. Thưa quý vị và các bạn, đối với phụ nữ thì Ngọc Hảo tin chắc rằng bất kỳ một ai cũng mong muốn rằng mình luôn luôn được xinh đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà không phải ai cũng may mắn có được một sắc diện hoàn hảo. Có những người thì có những khiếm khuyết trên gương mặt từ lúc trẻ, nhưng có những người thì khi lớn tuổi và do cuộc sống mưu sinh và do có thể do áp lực từ gia đình thì đã làm cho họ trở nên già hơn, sồ sề hơn so với cái lứa tuổi của mình. Và chương trình Đẹp Cùng Người Thương hiểu được điều đó, nên chúng tôi đã cố gắng rất nhiều và với mong muốn sẽ mang đến cơ hội để thay đổi, để lấy lại sắc diện cho những người bị già đi so với lứa tuổi qua thời gian. Và ngày hôm nay một người đã may mắn nhận được gói quà tặng từ chương trình để thay đổi một cái khiếm khuyết trên gương mặt mà chị đã cảm thấy rất là buồn vì điều đó trong rất là nhiều năm. Và trước khi gặp nhân vật của chương trình ngày hôm nay, Ngọc Hảo xin mời quý khán giả cùng nghe đôi lời tâm sự của chị trước phẫu thuật quý vị nhé. Chị tên Quỳnh Ngọc Duyên, yeah. Ở Tiền Giang. Hồi chưa lập gia đình á, yeah. Chị cũng ham cắt miếng mắt chị nè, mà mình không có điều kiện. Bây giờ sẽ rồi thôi, chị thấy gì thôi, chị đi làm cho mình gương mặt mình nó sáng lên chút nữa. Và ngay bây giờ Ngọc Hảo xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình chúng ta ngày hôm nay quý vị nhé. Chào chị Duyên, Ngọc Hảo rất là vui khi được gặp lại chị. Chào cô Hảo, chào khán giả. Có lẽ là mình đang rất hồi hộp đúng không ạ? Dạ. Không cần phải lo lắng và hồi hộp vì hôm nay mình đã có được cái sắc diện như mình mong muốn rồi. Điều đầu tiên mà Ngọc Hảo muốn hỏi chị là chị thấy cái sắc diện hiện tại của chị như thế nào? Chị có hài lòng không? Đến với chương trình Đẹp Cùng Người Thương, chị thấy qua chương trình chị rất hài lòng. Và chị đã nhận được cái gói quà tặng gì của chương trình Đẹp Cùng Người Thương? Đẹp Cùng Người Thương thì hôm gọi chị có lên thì bác sĩ đã tặng cho chị là cũng như là teo cung sinh mạng. Dạ. Xong rồi cắt mí mắt, rồi cắt bụng mở dưới. Rồi hôm nay là phẫu thuật được bao lâu rồi? Phẫu thuật cũng được 4 tháng rồi. Những người xung quanh, người thân, hàng xóm, bạn bè có nhận xét gì về cái sắc diện của chị hiện tại? Nói chung là làm rồi ai cũng khen, cũng thấy lạ, cũng thấy khác, tẻ hơn lúc mình chưa làm. Ở gia đình ông xã con cái thì nhận định gì cũng như ủng hộ, cũng khen. Hồi làm tới giờ thì thấy mình đi ra xã hội thì cũng thấy hay tự tin hơn. Trong một cái khoảng 4 tháng vừa qua, mình có từng xem lại cái hình ảnh của mình trước phẫu thuật chưa? Trước phẫu thuật thấy kỳ quá. Chị nhận xét rằng là sau khi phẫu thuật xong thì bây giờ chị trẻ hơn so với cái lúc chưa phẫu thuật của chị là bao nhiêu tuổi? Ai cũng nói trẻ hơn có 10 tuổi. Có người thì cũng nói năm mấy tuổi, có người nói 10 tuổi. Chị thấy chị thì nhận định như thế nào? Rồi cũng thấy mình khác hơn lúc trước nhiều. Và tiếp theo là chị hãy chia sẻ cái quá trình phẫu thuật của mình á, dạ, diễn ra như thế nào để cho mọi người ai đang có những cái ý định muốn đi làm mắt nè, hoặc là ai đang có những cái ý định là muốn đi làm thẩm mỹ, họ có thêm động lực và họ có thêm kiến thức. Nhận được quà của chương trình Đẹp Cùng Người Thương lên thì bác sĩ cũng tư vấn cho mình, xong rồi bác sĩ cũng như là vẽ cung
Vậy thì cho chị được 3 món. Bác có nói là lý do tại sao mà bác chọn bác phải phẫu thuật cho chị nhiều vậy không? À, cũng như là bác nói mình lớn tuổi rồi, cái mí của mình nó đã sụp quá nhiều, da nó sụp nhiều quá nên mình phải khâu lên. Rồi lúc mà chị nghe bác mà làm nhiều phẫu thuật chị sợ không? Nói chung là mình ham là cũng không có sợ. Cũng muốn cho bác làm cho mình cho đẹp chị. Không run luôn hả? Không sợ. Không sợ. Sao thấy hôm nay ngồi đây nói chuyện với em mà thấy rất là run vậy? Thưa quý vị và các bạn, phẫu thuật tới 3 món mà chị không sợ, mà ngày hôm nay chị đến đây và chia sẻ với mọi người về cái quá trình và chia sẻ cái niềm vui của chị cho quý khán giả. Mà Ngọc Hảo thấy là chị rất là run và rất là hồi hộp, đúng không? Chắc là phải tiếp tục hỏi thêm chị về cái quá trình khi mà chị lên phòng phẫu thuật thì lúc đó diễn ra như thế nào? Thì bác sĩ cũng vẽ cho mình cái công thức thiết kế. Rồi sau nữa thì bác phẫu thuật. Phẫu thuật xong rồi thì cũng cái quá trình phẫu thuật nó đau không? Cũng được thôi chứ cũng được. Cái cảm giác mà gây cho chị khó chịu hoặc là nó đau nhiều là ở cái giai đoạn nào? Thì chị thấy là lúc mà bác sĩ tiêm tê cho mình thì lúc đó nó cũng đau rồi, nhưng mà mình thấy cũng muốn ham làm đẹp rồi mình cũng gán một phần nào, rồi đau chứ cũng rồi một chút rồi cũng bớt chứ rồi không cái quá trình phẫu thuật của chị nó diễn ra trong bao lâu? Cũng cỡ khoảng 40 phút. Là xong. Là được đi về luôn không? Là về luôn không? Hay là chị phải nằm nghỉ lại? Còn nằm nghỉ lại rồi mấy cô nhân viên đắp đá đâu cho mình. Khi mà về nhà thì nó có sưng bầm hay nó có gây cản trở vì gì trong cái quá trình sinh hoạt của chị không? Nói chung thì nó cũng sưng khác hơn, nhưng mà một ngày thì nó dần dần bớt giảm xuống. Đau không? Về nhà? Những cái nhà sao? Thì nó cũng đau nhưng mình thấy cũng không có gì để sợ. Tại mình thấy đẹp rồi mình cũng ham rồi không có sợ. Và sau khi phẫu thuật về thì bao nhiêu lâu thì chị sẽ hết sưng bầm? Nhưng cũng cỡ khoảng một tuần trước là chị mới hết. Rồi nó một ngày nó dần nó bớt rồi. Mấy ngày thì mình đi cắt chỉ? Một tuần lễ ha. Là chị quay trở lên chỗ trung tâm cắt hay là chị cắt tại địa phương? Đúng rồi, để bác sĩ cắt cho mình. Rồi cái quá trình mà sau phẫu thuật về thì các em tại trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ có điện thoại chăm sóc cho chị hay không? Có hỏi thăm gì không? Có, nhân viên của bác sĩ cũng quan tâm lắm, cũng hỏi thăm, gọi điện đồ. Tại sao Ngọc Hảo lại hỏi câu này? Vì có rất là nhiều người đặt câu hỏi lo lắng là làm miễn phí như vậy thì cái hậu phẫu, cái quá trình chăm sóc tại trung tâm có tốt giống như những cái khách hàng mà đến làm trả tiền hay không? Thì hôm nay chị Duyên đã chia sẻ cái điều đó cho quý khán giả. Tất cả mọi người đều rất là vui khi được hỗ trợ cho nhân vật của chương trình. Và để hiểu rõ hơn về các phương pháp phẫu thuật trên đôi mắt của chị Duyên diễn ra như thế nào và bác sĩ Long đã chọn cái phương pháp nào để phẫu thuật cho chị Duyên, thì ngay bây giờ Ngọc Hảo xin mời quý khán giả cùng với chị Duyên đến gặp bác sĩ Vương Khánh Long để cùng lắng nghe sự chia sẻ của bác về cái phương pháp nào, bác đã dùng những kỹ thuật gì để biến hóa đôi mắt này quý vị nhé. Dạ chào bác. Chào chị Duyên. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay gặp lại chị Duyên. Dạ bác có nhận ra em không? Nếu như gặp bên ngoài là sẽ không nhận ra. Hơi khó nhận ra. Nhưng mà do là tôi được các em có cái thông báo trước rồi. Cho nên là cũng nhìn thấy thì cũng nhớ lại, thì cái ca mổ của chị nó cũng có những cái ấn tượng á. Không biết là chị đã phẫu thuật được bao lâu rồi? Dạ phẫu thuật nay được 4 tháng rồi bác. 4 tháng rồi. Dạ. Bữa nay mình quay lại tới khám thì không biết là có câu hỏi gì không? Mình cũng hài lòng. Chung quanh thì cũng khen, rất là khen. Thấy bác làm đẹp. Cái trường hợp của chị Duyên thì mình nhớ rất là kỹ. Khi mà khám á. Dạ. Thì thứ nhất là da mí trên nó đổ. Dạ. Đổ da nha. Dạ. Cái thứ hai là hai cái mí nó không có đều nhau. Cái thứ ba thì cái phần mí dưới là nó dư da dư mỡ. Cái trường hợp mà đổ da mà mí không đều nhau á thì cho dù mình có kéo treo chân mày lên nữa đó thì mình lộ ra cái mí cũ của mình đến mí thiệt của mình á thì nó là một cái cặp mí nó bị so le, nó không có đều. Thành ra cái trường hợp này là chúng ta vừa treo chân mày mà vừa phải cắt mí luôn.
À, nó khó khăn như vậy. Mà chúng ta biết rằng cái chân mày với cái mí nó rất là gần nhau. Và khi mà chúng ta treo chân mày mà chúng ta cắt mí một lượt á, có kinh nghiệm lắm mới dám làm. Chứ bình thường là treo chân mày là treo chân mày không thôi. Rồi chờ nó lành, rồi sau đó mới quay lại mới cắt mí. Từ 2018, 2019 trở về sau này thì bác sĩ Long mới phát triển cái kỹ thuật là vừa treo chân mày vừa cắt mí. Chứ còn tất cả những cái sách vở mà về phẫu thuật thẩm mỹ mà trên thế giới á, là người ta không có khuyên là chúng ta làm hai cái này. Người ta khuyên là làm món nào làm món thôi. Rồi chờ nó lành, rồi sau đó mình làm tiếp món nữa. Như vậy thì đương nhiên là nó an toàn, nhưng mà nó sẽ bất tiện cho bệnh nhân, bất tiện cho khách hàng của mình. Mới về suy nghĩ nói tội sao bác hay quá. Sao mà bác kiểu như làm một lần ba món gì mà bác làm nó chuẩn đẹp. Nhiều người mà chị gặp, nếu mà chừng không phải là người thân người quen nha. Nếu mà thân quen với mình quá thì người ta biết rồi. Mà nếu mà cái người mà lâu lâu mới gặp lại đó, Nhìn không ra. Người ta không biết đúng không? Có người quen mà nói không, tại mày cười tao mới biết chứ thôi tao cũng không biết mày. thấy lạ. Thấy nó khen tẻ nhiều. Thì đó là những cái kết quả mà các bạn xem đài có thể quan sát thấy, người thật việc thật trên cái đôi mắt của chị Duyên. Cái kỹ thuật vừa treo chân mày vừa cắt mí thì phải có những cái kỹ thuật đặc biệt thì mới làm được, chứ không phải nơi nào họ cũng thực hiện được cái kỹ thuật này. Và cái điều quan trọng cuối cùng là làm xong mà kết quả là nhìn rất tự nhiên. Ai cũng khen nó thấy tự nhiên, cắt thấy tự nhiên. Nhưng mà các bạn đã từng thấy những người đi cắt mí, họ cắt với kỹ thuật cũ là hoàn toàn không tự nhiên nha các bạn. Có người cắt sao bị nhướng đồ bắt ơi. Đúng. Hoặc nó bị nhướng. Hoặc là nó không đều. Hoặc là nó bị bụp. Hoặc là mí quá to giống như mắt lân vậy đó. Có người thì quá to. Mà phải nói rằng khi mà sửa những cái đó là cực kỳ khó khăn. Thà là mí đừng làm gì, người ta sửa nó dễ. Người ta làm một lần là đẹp luôn giống như của chị Duyên. Còn mí mà nó đã cắt giật tới giật lui rồi đó thì sửa cũng được, nhưng mà nó khó. Và cái chi phí sửa nó sẽ rất là cao. Rất là vui khi mà chị đạt cái kết quả như vậy. Vậy qua chương trình này em cũng cảm ơn bác rất nhiều. Mong bác chương trình này bác làm cho được nhiều người phụ nữ đẹp hơn nhiều hơn nữa. Cảm ơn bác rất nhiều. Để có nhiều người có niềm vui giống như chị Duyên đúng không? Thôi thì cũng bữa nay cũng gặp chị rất là vui. Và cái điều quan trọng là chị có một cái thần thái, một cái niềm vui nào đó nhìn trong cái ánh mắt của chị. Nó ánh lên cái chuyện đó. Và chị chắc chắn là sẽ gần đây là rất là hạnh phúc trong cái cuộc sống của mình. Xin cảm ơn chị và cảm ơn quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau khi quý vị được nghe bác sĩ Long chia sẻ về phương pháp phẫu thuật đôi mắt cho chị Duyên thì Ngọc Hảo tin chắc rằng mọi người cũng đã hiểu rõ được phẫu thuật mắt thì sẽ diễn ra như thế nào rồi, đúng không ạ? Ngày hôm nay Ngọc Hảo rất là cảm ơn chị Duyên đã đồng ý quay trở lại với chương trình và chia sẻ niềm vui của mình với khán giả. Thì không biết là chị có một cái lời nào để nhắn nhủ tới khán giả, những người đang có mong muốn thay đổi một chút xíu khiếm khuyết trên gương mặt như chị không ạ? Thì sau khi phẫu thuật xong, chị có được cái nét đẹp trên cái gương mặt của mình thì chị rất là cảm ơn nhiều. Và rất là cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến với chương trình. Cảm ơn Ngọc Hảo và cảm ơn khán giả đã xem chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những ai mà có những cái khiếm khuyết trên gương mặt mà chúng ta không có điều kiện để thực hiện thì hãy mạnh dạn liên hệ về với chương trình ha, gửi câu chuyện của mình, về hoàn cảnh của mình về cho Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ bác sĩ Long, hoặc là gửi về bay của chương trình để các bạn có thể có cơ hội nhận được gói quà tặng miễn phí. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình nha, đó là 10:45 chủ nhật hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long. Một lần nữa Ngọc Hảo xin đại diện những người thực hiện chương trình cảm ơn Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ bác sĩ Long rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Nếu như các bạn đã bỏ lỡ tập phát sóng ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể xem lại trên kênh YouTube và fanpage của Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ bác sĩ Long. Còn bây giờ Ngọc Hảo và chị Duyên xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những tập phát sóng tiếp theo.
Thẩm mỹ viện bác sĩ Long hân hạnh tài trợ chương trình này.